Ok, so now mến chào các em, chúng ta bắt đầu nha. Thì hôm nay bài học của chúng ta là ung thư đại trực tràng. Tiếng Anh nó là colorectal cancer. Thì trước khi chúng ta vừa vào bài thì chúng ta nên ôn qua một số thuật ngữ. Tại vì những cái thuật ngữ này cũng hay dễ lộn, do đó chúng ta ôn lại. Thứ nhất là cái bài học hôm nay chúng ta gọi là colorectal cancer, nhấn mạnh chữ rect ha, colorectal cancer viết tắt là CRC. Thì đây là colo là đại tràng, rectal là trực tràng, do đó là ung thư đại trực tràng. Vì sao nó gọi là ung thư đại trực tràng mà nó không gọi riêng? Tại vì chúng ta có cái gọi riêng, nó là colon cancer, là ung thư đại tràng. Rectal cancer là ung thư trực tràng. Và chúng ta có là sigmoid cancer. Thì bên Việt Nam mình trước tôi học được nhớ là cái này mình gọi là sigmoid ha. Ở đây thì tiếng Anh nó đọc là sigmoid cancer. Thì colon cancer, rectal cancer và sigmoid cancer, tất cả cái đó thì chúng ta gọi chung nó là colorectal cancer. Nhưng mà khi mà nếu mà chúng ta nói chỉ là colon cancer thôi thì cái ung thư đó nó có thể cao hơn, chẳng hạn nó ở đại tràng ngang, đại tràng lên hoặc đại tràng xuống. Nhưng mà nếu nó gần tới trực tràng thì nó gọi chung chúng ta gọi là colorectal cancer. Một số thuật ngữ khác chúng ta cần lưu ý tại vì nó cũng dễ lẫn lộn. Thứ nhất là colectomy. Colectomy tức là phẫu thuật mà cắt bỏ đại tràng, đúng không? Nhưng mà colectomy là nó là một cái thuật ngữ chung. Thường thường á là nếu mà cái ung thư đó nó nằm ở đại tràng ngang lên hoặc xuống, tức là hơi xa trực tràng, thì lúc đó chúng ta có cái thuật ngữ nó chính xác hơn, nó là hemicolectomy. Thì đây tức là Có hay các em tắt cái micro đi chứ hồi nó ồn hết ha. Ok, thì hemicolectomy tức là cắt nửa đại tràng ha, chữ hemi tức là phân nửa. Thứ nhất là colectomy là cái phẫu thuật cắt bỏ đại tràng. Còn colostomy tức là mở không? Mở đại tràng thì trong trường hợp này đúng ra nó là hậu môn nhân tạo. Nếu mà hậu môn nhân tạo nó là đại tràng thì chúng ta gọi là colostomy. Còn nếu mà hậu môn nhân tạo nó là ruột non thì chúng ta gọi là ileostomy. Ileostomy coi chắc là hồi tràng ấy. Ileostomy. Thì trong y khoa có một cái chuyên chuyên ngành chúng ta gọi là ET. ET là viết tắt của chữ Enterostomy Therapy. Enterostomy Therapy. Thì cái này là đúng ra là thường là để dành cho điều dưỡng. Tại vì đây là cái một chuyên ngành của người điều dưỡng. Họ chỉ chuyên môn chăm sóc cái colostomy và ileostomy. Và thêm nữa họ có chăm sóc thêm một một cái nữa là urostomy nữa. Tức là mở niệu quản. Đó là ba cái thứ đó là cái ngành y nurse này họ chuyên môn về cái đó. Thường bác sĩ không tham gia tại vì bác sĩ cũng không có đụng chạm đến cái ngành này thì chuyên 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 ngành cho cái một số điều dưỡng. Rồi thêm một chữ nữa là colonoscopy. Nãy giờ chúng ta thấy là thường thường là nó nhấn mạnh cái dần thứ ba đếm ngược trở lại, phải không? Colonoscopy tức là soi đại tràng, phải không? Ostomy tức là soi, scopy á, là soi, phải không? Ostomy tức là mở, ectomy có nghĩa là bứng đi.
Thì có thêm một chữ nữa là sôi, thay vì sôi đại tràng nói chung thì sôi trực tràng thôi, là rectoscopy. Nhưng mà lý do gì tôi thêm cái chữ này, tại vì ngoài cái chữ rectoscopy ra thì chúng ta có chữ proctoscopy. Hai cái này là hai cái nghĩa này tương đương. Rectostomy, cái gốc của nó là rectum, tức là gốc Latin, không trực tràng. Không, trong khi đó, proctostomy, cái gốc procto này nó là gốc Hy Lạp. Mà gốc Hy Lạp là nó có xuất phát trước khi gốc Latin. Và cái procto này nó nói chung cho trực tràng và hậu môn. Chúng ta gọi là procto, phải không? Trong khi recto thôi đó. Đó là gì? Thì thêm một chữ nữa, nó cũng tương tự thôi. Rectectomy. Rectectomy tức là cắt bỏ trực tràng, phải không? Thì cái nghĩa chữ tương đương đó là proctectomy. Và những cái thuật ngữ cuối cùng, vì hồi nãy chúng ta biết rồi, thì cái chuyên khoa mà chỉ chuyên khoa mà nay là phẫu thuật viên chuyên về trực tràng và hậu môn thì chúng ta gọi là proctologist. Cái này là proctology. Và cái người phẫu thuật viên chỉ chuyên môn về trực tràng và hậu môn gọi là proctologist. Còn nếu mà một cái bác sĩ nội khoa mà chuyên môn về đường ruột thì lúc đó ta gọi là gastroenterologist. Gastro tức là dạ dày, phải không? Entero là ruột, phải không? Thì cái bác sĩ nội khoa là gastroenterologist. Nhưng mà bác sĩ ngoại khoa thì chúng ta không gọi là vậy, mà chúng ta gọi là gastrointestinal surgeon. Lý do gì mà sao nó lộn xộn như vậy ha? Thì tại vì chúng ta đã biết trở lại rồi về nguyên tắc về thuật ngữ, thì khi mà thuật ngữ Hy Lạp nó liên quan đến bệnh học nhiều, trong khi thuật ngữ Latin nó liên quan đến giải phẫu học nhiều. Do đó cái từ chữ entero nè là của Hy Lạp, nó biến thành intestinal là của Latin. Đó là ta có thể nhận xét rất nhiều trường hợp khi mà nếu mà nói về Latin, trường hợp thuật ngữ gốc Latin thì nó liên quan đến giải phẫu học, trong khi thuật ngữ Hy Lạp liên quan tới bệnh. Ok, đó là sơ qua sơ lược những cái thuật ngữ chúng ta ôn lại để chúng ta có thể nhớ và lẫn lộn. Đầu bài học. A 70-year-old man visits his primary care physician complaining of constant vague abdominal pain that has been increasing over the past month. Thì câu này về ngữ pháp không có gì rắc rối, không, nhưng mà lặp đi lặp lại nhiều lần, không? Thì thứ nhất là cái câu khởi đầu nó là một cái bệnh nhân, có thể là cái một cái nghề nghiệp bệnh nhân làm cái gì đó. Đó, bệnh nhân đó là giới tính nam nữ và cái năm đó là lúc nào bắt đầu một cái bệnh án, thường là nó xuất phát từ cái cụm từ này. Thì một người đàn ông 70 tuổi visit đi đến khám primary care physician. Nhắc trở lại nữa, primary care physician thường nó là family physician, đó là bác sĩ gia đình. Chúng ta có thể gọi là GP, tức là general practitioner, hoặc là chúng ta gọi là family physician, hoặc là primary care physician. Những chữ đó tương đương với nhau. Đó là complaining of constant vague abdominal pain. Thì ông ta than phiền là có, trở lại nữa là pain, bắt đầu từ vui đi ngược lại, bắt đầu ông ta than phiền là có đau bụng mà mơ hồ mà liên tục, đúng không? Đau bụng mơ hồ liên tục là constant vague
abdominal pain. That has been increasing over the past month. Và cái đau bụng đó, that đây là tất cả thay thế cho pain ha, là đã từ từ tăng dần lên. Increasing, đây là dùng cái present perfect trong tháng rồi. He has noted recent weakness and weight loss. Ông ta có nhận thấy rằng là yếu trong gần đây, recent, và weight loss, mất cân, mất ký. Còn tăng ký là gì? Là weight gain. G, weight gain là tăng ký, weight loss là mất ký, mất cân. Which he attributes to a decreased appetite. Thì ông ta attribute này có nghĩa là quy kết, thì nếu mà tiếng Việt mình đổi quy kết là đổi thừa, ha, đổ lỗi, đổ thừa, hay là cho rằng, ha, attribute. Ông ta cho rằng là do cái sự mà appetite, cái sự ngon, appetite là cái sự ngon miệng phải không? Mất cái sự ngon miệng tức là biếng ăn, là do người không có ăn, không có ngon nữa. Decrease appetite. His father was diagnosed with colorectal cancer. Cái này nhé, của quý ông. Rồi, ok, cảm ơn. Rồi, thì như vậy thì ba của bệnh nhân, cha của bệnh nhân thì đã được chẩn đoán là bị ung thư đại trực tràng ở khoảng tuổi 50, phải không? 50s, 50. Thì như thế, chúng ta đã thấy rằng ung thư thường thường là phát hiện trễ. Thì cái này là một cái bài học này nè. Nếu mà ung thư thì vào khoảng 50 tuổi thì kể là sớm. Nhưng mà thật sự ra hiện nay trong vòng khoảng 10 năm nay tôi thấy là càng lúc cái ung thư đại trực tràng này càng trẻ. Chính bản thân tôi đã gặp một hai người, chứ không phải là một người không, một người Việt Nam ở Canada này, ung thư đại trực tràng mới có 30 mấy tuổi thôi. Thì chúng ta thấy là càng lúc càng trẻ. Mà ngay Canada ha, mình không đổi thừa ở Việt Nam có nhiều cái thứ ha, nhưng ngay Canada là ung thư khoảng 30 mấy tuổi. Do đó nếu mà chúng ta nói rằng trong cái bài này nó nói là ung thư là khoảng 50 tuổi, tức là kể là trẻ, nhưng mà thực sự ra bây giờ càng lúc càng trẻ hơn. The patient admits never having a colonoscopy. Người bệnh nhân này là công nhận ha, thú nhận ha, nếu mà cái nghĩa xấu là thú nhận ha, còn nghĩa tốt đó là công nhận. Người bệnh nhân này công nhận là chưa có soi trực tràng ha, chưa bao giờ soi trực tràng, colonoscopy hồi nãy chúng ta nói rồi. And eat a diet high in fat and low in fiber. Và ông ta ăn những thức ăn là nó có nhiều mỡ, high in fat, và ít chất xơ, low in fiber. Thì trở lại cái diet này là một cái thực đơn, hay là một cái lối ăn, chứ không nhất thiết là khi mình nói là diet thì có nghĩa là kiêng, nhưng mà diet không có nghĩa là kiêng. Diet có nghĩa là cái lối ăn của mình hàng ngày như thế nào thì mình cũng có thể gọi là diet. Nhưng thí dụ là low salt diet, tức là ăn kiêng mặn chẳng hạn. Do đó chữ diet này không có nghĩa thuần tí chỉ là kiêng thôi. Rectal exam reveals a palpable mass. Thì khám trực tràng thì rectal exam, tức là rectal examination, thì có thể người ta có thể thêm nữa là digital rectal exam. Tại rectal exam này nó có thể tổng quát, thí dụ như là mình đưa soi một cái dụng cụ soi vào trong trực tràng thì mình cũng có thể gọi là rectal exam như thường. Nhưng mà nếu mà muốn chính xác là mình khám bằng tay, khám bằng đưa cái ngón tay đi vào để mà khám, thì lúc đó là digital examination chẳng hạn, thêm cái chữ đó.
Digital này nghĩa là tay, chứ không phải digital có nghĩa là điện toán đâu nha. Thì rectal exam reveals, phát hiện ra, lộ ra, tiết lộ ra. A palpable mass, một cái khối mass và sờ thấy được. Palpable ha. Palpation là nhìn sờ, ngõ nghe đó, là sờ. Palpable là có thể sờ thấy được. And occult blood, nhấn mạnh dần thứ hai ha. Occult blood tức là máu mà nó không có rõ rệt, ở đây có nghĩa là máu tìm máu ẩn á, nhưng mà đúng ra là nó có loáng thoáng thôi, thì gọi là cái occult blood. Laboratory test reveal that the patient's hematocrit is 28%. Thì cái xét nghiệm, kết quả xét nghiệm thì cho thấy là cái hematocrit của bệnh nhân là 28%. Hematocrit nhấn mạnh dần thứ hai là 28%, thì chúng ta biết thấy nó là thấp rồi phải không? Thì thường thường trung bình cái hematocrit chúng ta là từ 35-45%, bên đây thì nó cao hơn, bên Việt Nam nó thấp hơn, nhưng mà 28% là kể là thấp. Ok, next. What is the most likely diagnosis? Câu này rất thông thường. Cái chẩn đoán nào mà hợp lý nhất, chẩn đoán nào là gần nhất, likely diagnosis. Nhớ các em nhớ cái chữ này nha. Cái chữ này nó quan trọng. Mới đầu mình thấy nó đơn giản, nhưng mà thiệt ra nó mình dùng không trúng là nó sẽ, người ta sẽ biết là mình không biết ra. Likely diagnosis, cái chẩn đoán mà gần nhất, chẩn đoán mà có nhiều khả năng nhất. Colorectal cancer, CRC, is suggested by the symptoms. Tức là cái ung thư đại trực tràng này, suggested, tức là cái nghĩa to suggest là đề nghị, phải không? Nhưng mà suggested có nghĩa là có liên quan tới, hay là có nghĩa là có nằm trong cái bản danh sách, đại khái là như thế, thì cái nghĩa của nó, chúng ta nên hiểu theo cái nghĩa tiếng Anh hơn là nghĩa tiếng Việt. Nhưng chúng ta dịch qua tiếng Việt là đề nghị thì nghe nó cái kỳ lắm ha. Nhưng mà ở đây là có nghĩa là gợi ý ra liên quan tới. Suggested by the symptom, bởi những triệu chứng. Một là abdominal pain, đau bụng. Hai là anorexia, là không ăn, biếng ăn ha. Ba là weight loss, sụt cân. Bốn là palpable rectal mass, là một cái khối trong trực tràng mà sờ thấy. Và cuối cùng là anemia. Thì nói ở đây nói về thuật ngữ thôi, thì thứ nhất là chữ anorexia, là cái này chúng ta đã học rồi, nhưng mà nói trở lại lần nữa là phát âm là cái dần thứ ba, phải không? Anorexia thì có nghĩa là không, đúng không? An có nghĩa là không. Oral có nghĩa là cái miệng của mình, phải không? Exia là cái sự rối loạn. Cái chữ thì nếu phân tách theo thuật ngữ thì thấy vậy, tức là rối loạn mà không, rối loạn gì miệng mà không cái nghĩa này, cái nghĩa chung đó là biếng ăn, không chịu ăn, không thèm ăn, thì là anorexia. Và cái anemia trở lại nữa, an nó là không, phải không? Emia tức là hemi, tức là máu, hem là máu, và ia là cái một cái tình trạng, tức là như vậy là thiếu máu. Likewise, he has a family history of CRC at a relatively young age. Thêm nữa là ông ta có cái tiền sử gia đình về ung thư đại trực tràng, mà cái tiền sử gia đình đó là ở cái relative young age, là một người trong gia đình có cái ung thư đại trực tràng ở tuổi tương đối là trẻ. Relatively young age, thì đây mình nói tiền sử gia đình tức là một cái người khác, đúng không? Chứ không phải là tiền sử, tức là đây là ám chỉ là cái người cha của bệnh nhân ở cái tuổi 50. CRC is the third leading cause of cancer death
in man. Cái này ở bên Mỹ phải không? Tức là cái nguyên nhân thứ ba của chết vì ung thư. After lung and prostate cancer, sau cái ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt. Thì ở đây trở lại lần nữa, đây là ung thư hạng thứ ba bên Mỹ, nhưng mà đối với Việt Nam mình cũng là thuộc loại lớn, thuộc loại lớn. Mà ở đây cái chữ về thuật ngữ là nhớ chúng ta chú ý đây là leading, okay sorry, leading cause, leading cause là cái nguyên nhân mà tử vong cao nhất. Ví dụ nó là leading cause, là còn là third leading cause là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ ba. What risk factors are associated with his condition? This condition. Những cái nguy cơ nào, risk factor, nguy cơ nào mà đi theo cái tình trạng này. Thứ nhất, nói là age over 50 years. Chỗ cái dấu này đối với trong tiếng Anh khi ghi vậy, hoặc là chúng ta phát âm nó là over, đúng không? Trên, hoặc là greater, hơn, greater, smaller, greater, đó. Hoặc là tùy theo, người ta thấy cái dấu đó, hoặc là chúng ta nói, trong trường hợp này chúng ta nói là over 50 years, hơn 50 tuổi. Trong trường hợp khác thì có thể nói là greater. Lifestyle là cái sinh hoạt của đời sống bình thường, thì hoặc là alcohol, hoặc là uống rượu, hoặc là obesity, nhấn mạnh dần thứ hai, obesity là béo phì, phải không? Obesity là cái bệnh béo phì, đúng không? Low fiber and high fat diet, tức là cái lối ăn mà nó thấp về các xơ và nó cao về chất béo. Đó là lifestyle. Cái thứ ba là family history and syndrome, tức là tiền sử gia đình. Thì có hereditary mono hereditary non-polyposis. Cái này nó viết là HNPCC. Cái này tôi cũng ít khi mà thấy ha, nhưng mà nói chung nó là hoặc là không phải là polyp, ung thư không phải là polyp, hoặc là ung thư có polyp. Do đó là có polyp hay không có polyp thì cũng có nguyên nhân, cũng là một cái risk factor, cũng là một nguy cơ. Chứ mình đừng tưởng là chỉ có polyp thôi thì nó là cái nguyên nhân chính. Nhưng mà không có polyp mà thuộc về di truyền thì cũng có khả năng gây ra ung thư đại trực tràng. Thứ tư, diabetes là người bị đái tháo đường, phải không? Thì cái đây là bệnh đái tháo đường, còn người bị đái tháo đường gọi là diabetic. Thì chúng ta thấy là cái phát âm thôi, một cái là diabetes, D-A-B-E-T-S, còn cái là diabetic, những người đái tháo đường. Kế tiếp là inflammatory bowel disease, thì những cái bệnh mà về ruột mà viêm, thường thường bên đây nó có cái bệnh là Crohn's disease, và cái thứ hai nữa là có irritable colon. Mấy cái đó là các em học trong trường là biết những cái bệnh mà inflammatory bowel disease này. Và cuối cùng là cái mới nhất, cái phát hiện mới nhất là tumor suppressor gene and proto-oncogene changes. Tức là những thay đổi, có hai loại thay đổi về gene. Một là cái thay đổi thứ nhất là cái gene mà chuyên môn nó bài trừ hay nó tiểu trừ cái u trong cơ thể. Chúng ta cũng biết là trong cơ thể ra lúc nào cũng có khả năng sinh ra u bú hết á. Thì có những cái gene của cơ thể chúng ta là chuyên môn đi tiêu diệt cái đó. Thì nếu mà có sự thay đổi cái gene này thì nó không còn giống như cảnh sát. Mà bây giờ mình không cho cảnh sát làm nữa thì nó sẽ cướp, nó sẽ mọc ra. Thì cái đó là trong trường hợp thay đổi thứ nhất. Hoặc là cái thay đổi thứ hai là cái gene
mà chuyên môn sinh ra ung thư. Vì vậy chúng ta thấy về mặt di truyền học, chúng ta sẽ thấy là có hai cái loại tín hiệu di truyền, phải không? Gene. Một á, là loại cái gene mà chuyên môn để mà nó gây ra ung thư, và một cái loại, một cái gene là chuyên môn để đi tiểu trừ ung thư. Hai cái loại này, loại nào mà thay đổi thì cũng có thể gây ra ung thư. Thì nếu nói về những cái gene đó thì đây rất là phức tạp, đây là một cái kiến thức mới, và cũng không, chúng ta cũng không có thời giờ đề cập trong bài này, nhưng mà chúng ta có một cái ý niệm là cái ung thư đó nó có nguy cơ từ môi trường và nguy cơ từ thể trạng chúng ta. Ok. What are the guidelines for primary screening of this condition? Thì cái slide này là mình nói về cái screening, mà primary screening tức là tầm soát, phải không? Mà primary là nguyên phát, tức là cơ bản, cái đầu tiên để làm cái tầm soát này là cái gì? Thì screening for CRC is recommended between the age of 50 and 75. Tức là cái tầm soát cái ung thư đại trực tràng này là được khuyến cáo là làm trong cái khoảng tuổi là 50 cho tới 75. Là cái khoảng tuổi mà tần suất xuất hiện cái ung thư đại trực tràng cao nhất. Or younger for high risk patient, hoặc là sớm hơn đối với những cái người mà có cái nguy cơ cao. Thí dụ như nói, chúng ta nói là tiền sử gia đình có thân nhân, cha mẹ, anh em, chị em gì đó mắc bệnh ung thư đại trực tràng thì có nguyên nhân cao hơn, thì có thể tầm soát sớm hơn. And includes various modalities, và bao gồm nhiều cái phương thức điều trị hay phương pháp chẩn đoán ha. Modalities tức là cái phương thức hay cách ha, phương cách, nói chung là những phương cách, thì nó có bao gồm nhiều cái phương cách khác nhau, such as fecal occult blood test. Đây là cái phản ứng, cái screening test này rất là thông dụng nha. FOBT tức là cái test, cái xét nghiệm mà tìm máu ẩn trong phân fecal. Fecal viết tắt từ chữ feces, không phải viết tắt, xin lỗi, nó là cái tính từ chữ feces. Feces là phân, phải không? Fecal là adjective của feces. Do đó chúng ta có defecation, đúng không? Là đi cầu đó, hôm trước chúng ta học defecation thì có chữ phi nè, phi này, xin lỗi, có chữ c này. Đó là đi cầu đó. Thì cái xét nghiệm mà FOBT này, xét nghiệm rất là phổ biến. Tôi không biết bên Mỹ như thế nào, nhưng ở Canada này cứ mỗi 2 năm là người ta sẽ gửi cho mình một cái kit ha, để cho những người mà trên 50 tuổi á, ta gửi cái kit đó để mà mình tự mình lấy cái phân và mình gửi trở lại phòng xét nghiệm để mà họ tìm coi có máu trong phân hay không. Đó là cái modality thứ nhất. Modality thứ hai là colonoscopy, tức là soi đại tràng, phải không? Và cái thứ ba nữa là flexible sigmoidoscopy là soi sigmoid ha, mà flexible. Lý do là tại sao chúng ta không biết là colonoscopy là lúc nào ha, hồi xưa là khác nhưng mà bây giờ lúc nào cũng là ống soi mềm hết, nhưng mà cái soi mà cái trực tràng sigma thì người ta dùng soi ống soi cứng. Nhưng mà sau này người ta đã đổi qua cái ống soi mềm rồi cho flexible, ống soi có thể bẻ cong được. Đó. Cái nghĩa nó như là như vậy thôi. Thì như vậy trong cái tầm soát nó có ba cái cách. Một là thử máu trong phân FOBT, hai là soi đại tràng colonoscopy, và ba nữa là soi đại tràng sigma bằng cái ống soi mềm, bằng cái ống mà có thể bẻ cong được. When someone has a positive FOBT, it is recommended to undergo colonoscopy to rule out polyps.
thì khi mà cái xét nghiệm máu trong phân mà positive dương tính, FOBT dương tính, thì là khuyến cáo là cái người đó undergo ha, phải đi soi đại tràng. Soi. Ở đây cái chữ này cũng như chú ý nữa ha, undergo. Undergo là khi nào một cái người mà đi làm phẫu thuật, chịu phẫu thuật hoặc là chịu một cái procedure, phương thức nào đó, thì là cái chữ undergo, tức là mình dùng cái verb là undergo. Undergo surgery, undergo colonoscopy, đó là cái chữ mà phù hợp nhất cho cái nó là collocation ha. Có những cái chữ nó đi đôi với nhau, thì trong trường hợp này những cái procedures, những cái surgeries thì thường chúng ta đối với bệnh nhân thì chúng ta dùng cái verb là undergo. To rule out polyps, để mà loại trừ cái polyps. If the colonoscopy is negative, rồi thứ nhất là thử máu ở trong phân, nếu mà trong phân có máu thì đi soi đại tràng. Mà nếu soi đại tràng không thấy gì hết, if the colonoscopy is negative, âm tính, thì annual colonoscopy is considered invasive and not recommended. Thì nếu mà soi đại tràng âm tính, thì người ta cũng không có khuyên, not recommended, không có khuyên là soi trực tràng lại hàng năm. Tại vì nó là invasive, nó là xâm lấn, nó để xâm lấn quá, do đó người ta không có đề nghị, không có muốn là cho soi trực tràng hàng năm, mà soi trực tràng hàng 10 năm. Cái nghĩa nó là vậy, tức là nếu mà có máu thì đi soi trực tràng, mà trực tràng soi đại tràng mà không có gì hết thì là cứ thử 10 năm. Nhưng đúng ra đó, bên Canada, đây là cái bài textbook thôi, bên Canada là thử mỗi 5 năm. Nhưng mà cái đó là quy định của từng nước thôi. Bên đây là mỗi 5 năm, nếu mà soi đại tràng không tìm gì hết, không thấy polyps gì hết, thì mỗi 5 năm làm một lần. Ở đây thì nó nói là mỗi 10 năm làm một lần. A negative FOBT. Nếu mà cái phân không có cái thử máu xét nghiệm máu trong phân mà âm tính, on the other hand ha, mặt khác, thì không có cần làm gì thêm cho đến năm sau, tức là mỗi năm, cái này cũng đã trở lại về Mỹ nữa, mỗi năm nó khám nghiệm máu trong phân là mỗi năm, trong khi bên Canada là mỗi 2 năm. Nhắc lại nữa là mỗi cái nơi nó quy định khác nhau, thì trong trường hợp mà không có máu trong phân nha, FOBT dương âm tính, xin lỗi, âm tính, thì nó sẽ thử lại lần năm tới. Mà World Cup ha, tức là cái chữ World Cup này, cái chữ rất là thông dụng ha. Thí dụ mình đi tập thể dục ha, mình đi vào cái chỗ gym mình tập thể dục, mình nó cũng nói là World Cup ha. Nhưng mà mình làm cái công chuyện gì đó, thí dụ một bệnh nhân vào, mình làm đủ thứ chuyện, đủ thứ xét nghiệm cho này cho nọ ha, cái đó cũng gọi là World Cup. Cái nghĩa của World Cup là vậy, tức là một cái chuyện, một cái loạt chuyện gì đó mình phải làm chung với nhau, tức là World Cup. When a repeat stool test is recommended, tức là cái stool test này, tức là nó là FOBT ha, được khuyến cáo là nên làm lại. Thì tóm lại là chúng ta thấy là ở đây nó thiếu một cái điều, như địa điểm thì tôi xin nói thêm ha. Một là xét nghiệm máu trong phân ha. Phân có máu hay không, có máu ẩn hay không, thì để tính tiếp. Nếu mà không có gì hết, không có máu trong phân, thì năm sau xét nghiệm tiếp. Còn nếu có máu trong phân thì đi làm cái colonoscopy hoặc là cái mà sigmoidoscopy. Mà nếu mà colonoscopy không thấy gì hết, không thấy polyps, thì thử 5 năm hay xem xác lại, nghiệm lại 5 năm hoặc 10 năm ha, tùy theo chỗ. Nhưng đây thiếu một chỗ. Nếu mà nó có cái polyps thì sao? Thì lúc đó là người ta làm colonoscopy 2 năm tới. Cái nghĩa là vậy. Ok, next.
in high risk patient, những cái bệnh nhân mà có cái nguy cơ cao. So that's those genetic risk factors. Những cái người those đây là tức là bệnh nhân không? Bệnh nhân mà có cái nguyên tố mà nguy cơ ha, risk factor tức là nguy cơ thôi, mà về di truyền, genetic. IE, ở đây tôi xin nói thêm cái chữ này. Cái này rất là thông dụng trong y văn của chúng ta phải không? IE có nghĩa là tiếng Latin là IDS, tức là it is, tức là có nghĩa là IE có nghĩa là, và EG thì là assembly criteria, có nghĩa là thí dụ như cái IE là có nghĩa là, và EG có nghĩa là thí dụ như cái này là rất thông dụng ở trong y văn về y khoa của chúng ta. IE familiar adenomatous polyposis, polyps không? Cái bệnh polyps, cái những polyps mà nó liên quan tới tuyến adenomatous, adeno là tuyến đúng không? Thì mà familiar là xảy ra trong gia đình. Cái familiar này nó khác với hereditary chỗ nào và khác với genetic chỗ nào, hay là khác với lại congenital chỗ nào. Cái này rất là rắc rối, nó là có những sự mơ hồ giữa các term này, giữa cái thuật ngữ này, congenital, familiar, hereditary, genetic, nói chung. Nhưng mà familiar trong ngày có nghĩa là cái bệnh gì mà nó xuất hiện, có những thành viên trong gia đình cũng có, thì lúc đó gọi là familiar. Trong khi congenital có nghĩa là cái bệnh bẩm sinh, tức là sinh ra thấy như vậy. Còn hereditary và genetic thì có nghĩa nó rộng hơn. Đây, cái chữ này nè, thấy tiếp nè. Hereditary non-polyposis. Một thằng là polyposis, là có polyp, cái dạng là dạng gia đình, familiar. Một thằng là không phải là polyp, mà nó là dạng di truyền. Rắc rối quá, cái chữ này tôi cũng không có tính vô, các em có thể nghiên cứu thêm, nhưng mà đây chúng ta học về thuật ngữ, nhưng nó rất là phức tạp chỗ này. Colorectal cancer. Family history and or personal history of colorectal neoplasia. Đó là những cái người có nguy cơ cao, giống như trong gia đình có những người bị ung thư đại trực tràng, hoặc tiền sử gia đình, hoặc là cái bệnh sử cá nhân mà có cái neoplasia colorectal. Thì neoplasia này và cái tumor và cái cancer nó khác nhau chỗ nào? Rất là khó. Thứ nhất là nếu mà nói về cái tumor trước thì tumor đó có thể là u lành hoặc u ác, đúng không? Còn nói về neoplasia thì có nghĩa là cái tumor đó, cái u đó, nó có những cái biểu hiện tăng sinh. Thì là neo tức là mới, không? Plasia là sinh sản. Có những biểu hiện tăng sinh. Biểu hiện tăng sinh này có thể là lành hoặc là ác. Và cuối cùng là cancer. Ở cái cancer tức là ác, đúng không? Do đó là cái ba cái mức độ của cái term, đúng không? Một cái là tumor, một cái là neoplasia, và một cái là cancer. Thì cái neoplasia này nó nằm ở giữa cái tumor và cái cancer, nhưng mà nó nghiêng có khuynh hướng nghiêng về cái cancer. Earlier and more frequent screening, và cái tầm soát mà sớm cũng như là thường xuyên is recommended, được khuyến cáo, due to early progression of the disease. Lý do là vì tại vì nó có sự tiến triển, nó có thể phát hiện tiến triển sớm của bệnh. For example, trong trường hợp này tức là cái EG như nãy mình nói trên, phải không? For example, in patients with a first degree relative with a history colorectal cancer, bệnh nhân mà có cái thân nhân cái này bên Việt Nam chắc xài từ dưới cái first degree là F1, phải không?
như thế nào đó, bên Việt Nam F0, F1, F2 vân vân nha. Cái này tôi nghe cũng rối mù luôn, nhưng mà đại khái là có những cái first degree ở đây có không phải là F1 là từ con cái cha mẹ vân vân đâu, nhưng mà cái này là cái độ tương quan nó sát bên nhau, tức là hoặc cha của mình hoặc là con của mình. Trong khi Việt Nam mình nói F1 tức là người kế tiếp hơn, còn đây là có thể là cái người trước và người sau. With a history colorectal cancer, với là cái bệnh sử là có ung thư đại trực tràng, recommended screening should be begin at age 40 or 10 years before the age. Thì người ta khuyên là giờ tầm soát nên bắt đầu vào cái tuổi là 40 hoặc là 10 năm before the age at which the relatives were diagnosed, hoặc là trước đó 10 năm cái tuổi mà cái người thân nhân đó được chẩn đoán. Thí dụ như chúng ta nói như thế này, cái người cha họ bị ung thư đại trực tràng vào tuổi 50 thì người con nên tầm soát vào tuổi 40. Còn người cha ung thư đại trực tràng thí dụ ở tuổi 40 thì người con phải tầm soát tuổi 30, tức là 10 năm trước cái tuổi mà cái người thân nhân đó bị mắc. Còn không, nếu không thì bắt đầu ở tuổi 40. Whichever comes first, đây nó nói nè, cái nào mà ưu tiên, cái nào đi tới trước thì lấy cái đó. Okay. What signs and symptoms are commonly associated with this condition? Những cái dấu hiệu và những triệu chứng nào mà thông thường đi kèm với cái điều kiện này? Signs symptom of colorectal cancer, từ hai lặp lại được nữa là abdominal pain, anemia, đau bụng, thiếu máu, with low mean corpuscular volume, MCV. Cái này là về huyết học là các em đều biết hết rồi, là cái thể tích hồng cầu trung bình, đúng không? Mean là trung bình, media là trung vị, đúng không? Cái này là trung bình. Thì cái chúng ta biết là cái thể tích hồng cầu trung bình có thể nhỏ hoặc lớn, không? Ví dụ như hồng cầu mà thể tích trung bình nó nhỏ, tức là thiếu máu thường do thiếu sắt, vân vân. Mà hả, nếu lớn là do thiếu máu vitamin B12, vân vân. Thì trong trường hợp này thì tại vì họ mất máu nhiều quá thì họ mất sắt, mà họ mất sắt thì cái hồng cầu nó nhỏ đi. Due to the loss of iron, đây này, loss vì do mất sắt, iron, through bleeding, bởi vì chảy máu, bleeding mucus per rectum, chảy máu qua trực tràng, change in bowel habit, thay đổi về cái đi cầu, đúng không? Bowel habit là cái sự đi cầu của mình, bowel movement là đi cầu, to empty a bowel tức là đi cầu luôn, nó có nhiều chữ nó để giải thích, nhưng mà cái bowel habits là cái thói đi cầu của mình. Trước đây mình đi cầu lối khác mà bây giờ tự nhiên qua cái lối khác, thì đó về cái đổi về cái thói quen đi cầu. Weight loss, mất cân, như nãy chúng ta nói. And tenesmus, ở đây cái chữ này là nó giải thích cái đây, the feeling of needing to pass stool with an empty rectal wall. Có nghĩa là gì? Là mình có cảm giác là mình phải đi cầu, feeling of needing to pass stool, ha, cần phải rặn ra, ha, đẩy cái phân ra ngoài, ha, nhưng mà cái vòm của trực tràng là không có gì hết, tức là trong cái trực tràng không có phân, ha, nhưng mà mình có cảm giác đây là nó có ở đó và mình muốn tống nó ra, ha, pass stool, cái nghĩa đó là tenesmus. Vậy đó, tôi có vào trong các website của tiếng Việt dịch là như thế nào, dịch tôi nghĩ là không có đúng lắm, dịch là đau mót đại tiện, thì không có cái ý, nó không có trúng với lại cái tenesmus. Đau mót đại tiện tức là mình kêu bằng hard the painful defecation, tức là đi cầu ha, mà nó đau mà có mót, tức là phải đi lắc nhắc. Cái nghĩa của tenesmus có nghĩa nó hơi khác một chút xíu, tức là mình có cảm giác là vẫn có phân trong cái trực tràng và mình muốn đi, nhưng mà thiệt sự ra nó không có gì trên đó, cái nghĩa này.
Those symptoms may overlap between right and left-sided colon cancer. Mặc dù những cái triệu chứng này có thể overlap, ha, có thể trùng lắp, ha, có thể trùng lắp với nhau giữa cái ung thư đại tràng bên trái hoặc bên phải. Nghĩa là chúng ta biết rồi là nó có hai bên và có ở trên nữa, đại tràng ngang nữa, thì cái u nó có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào, ha. Nhưng mà càng về phía đuôi, càng về phía đuôi thì cái tỷ lệ nó càng cao hơn. Mình cũng không hiểu, thì có thể là tại cái phân nó động lại trong trực tràng lâu hơn. Right-sided or ascending cancer, cái ung thư mà phía bên phải, tức là đại tràng lên, ascending đại tràng lên, tend to grow as masses, có khuynh hướng là nó phát triển grow ha, theo cái thành những cái masses, tức là thành những cái khối, into the lumen of the colon and bleed, tức là cái phía mà đại tràng lên á, tức là về đằng bên phải, thì nó có cái khuynh hướng là nó thành những cái khối u masses á, mà nó nhô vào trong cái lòng của đại tràng và chảy máu. Chúng ta cũng biết rồi, về mặt giải phẫu thì là phía bên đại tràng lên á, nó đường kính nó to hơn cái phía bên đại tràng xuống hơn bên trái, càng lúc càng đi về hậu môn thì cái kích thước nó nhỏ hơn. Thì do đó nếu mà nó phát triển ở trên một cái lumen, một cái đường kính mà nó lớn, thì nó không có bịch, nó không có bích, mà nó có hình hướng là nó chảy máu, cái dấu hiệu chảy máu. Whereas left side of descending cancer, trong khi đó thì cái ung thư mà đại tràng xuống hoặc là phía bên trái, tend to grow in a ring, cái này thằng kia thì nó thành những cái khối masses, còn cái này nó thành một cái, tạo một cái vòng tròn, không, một cái nhẫn, cái ring là một cái vòng tròn, within the wall colon and obstruct the passage of stool, thì nó thành một cái vòng tròn và nó trong cái thành của ruột già, và nó làm tắc, nó làm tắc cái đường đi của phân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nó, những triệu chứng này nó overlap với nhau, overlap tức là nó lẫn với nhau ha, nhưng mà có khuynh hướng, không nhất thiết là chúng ta phải bắt buộc 100% vậy, nhưng có khuynh hướng là cái phía bên bên đại tràng lên đó, thì nó không có khuynh, nó không có tắc, và phía bên đại tràng xuống, tức là phía bên trái đó, thì nó sẽ dễ dàng tắc hơn, mà hai cái đều có thể có máu trong phân cả. Đây là cái slide cuối cùng. What are the treatments for this condition? Thì trong cái xử trí như thế nào, điều trị như thế nào? Surgical treatment is usually the initial treatment of choice. Thì như thế là phẫu thuật là thường là cái treatment of choice, là cái xử trí, cái điều trị chọn, được chọn, tức là điều trị mà người ta thường nghĩ tới, người ta lấy nhiều nhất, ha, of choice, tức là trong nhiều cái choices, trong cái nhiều cái, những cái option, trong cái những cái cách để điều trị, thì treatment of choice là cách mà người ta thường lấy đầu tiên, gọi là treatment of choice, mà initial tức là ban đầu, ha. Adjuvant chemotherapy. Adjuvant chemotherapy tức là hóa trị, ha, mà adjuvant tức là bổ sung. Chúng ta cũng biết rồi, trong ung thư thì chúng ta có điều trị hoặc là hóa trị chemotherapy, hoặc là phẫu thuật là surgery, hoặc là xạ trị là radiation. Thì trong trường hợp này, khi mà chúng ta gọi là adjuvant chemotherapy, tức là hóa trị mà nó bổ sung, tức là nó đi kèm theo cái phương thức điều trị phẫu thuật hoặc là phương thức điều trị xạ trị vân vân, thì trong trường hợp đó chúng ta là adjuvant, bổ sung thêm. Will depend on tumor node and metastasis. Đó là cái hệ thống TNM, ha. Cái này các em đều biết hết. Nó cái hệ thống mà xếp hạng, xếp phân loại, xếp thứ tự cái từ
từ từ từ khó từ dễ đến khó mà ha, sự trong vấn đề xử trí ấy, thì nó là hệ thống TNM, tức là một T là tumor, hai là N là node, and ba là M là metastasis. Thì dựa vào ba cái đặc tính của cái khối u, cái hạch bạch huyết và cái di căn để người ta xếp cái hệ thống TNM này. White radiation therapy is not the first line. Khi mà cái điều trị, cái xạ trị không phải là first line, là nãy cũng nói rồi, cái treatment of choice kể như là first line, tức là cái biện pháp đầu tiên, thì cái radiation therapy này không phải là biện pháp đầu tiên. Nhắc lại lần nữa, cái radiation therapy này là biện pháp đầu tiên trong trường hợp ung thư nào? Chúng ta nhớ lại ha, cái này là rất là cần phải nhớ. Radiation therapy nó là first treatment of choice trong trường hợp ung thư vòm hầu. Chúng ta đã nói rồi, ung thư vòm hầu là nơi mà nó nhạy cảm với lại cái radiation therapy dễ xạ trị nhất. Và trong trường hợp này ung thư đại trực tràng thì là phẫu thuật là cái biện pháp hay nhất để mà điều trị. It may be useful in patients for whom tumors cannot be surgically resected. Trong trường hợp mà ung thư mà nó lan ra nhiều quá thì nó có hữu ích đối với những bệnh nhân mà cái ung thư này không còn cắt bỏ bằng phẫu thuật nữa, không? Resected. Xưa resected tức là cắt bỏ đi. Additionally, rapid advances are being made in targeted therapies. Đây là cái mới đây. Thì ngoài cái hóa trị là chemotherapy, xạ trị, radiation therapy hoặc là phẫu thuật, surgical treatment, ba cái đó là ba cái điều trị về ung thư cổ điển, thì đây là cái điều trị mới xuất hiện trong khoảng chừng 10 năm nay và càng lúc càng thịnh hành hơn. Nó là targeted therapy. Thì cái targeted therapy thì nó không phải là hóa trị mà nó dùng những cái chất gọi là inhibitors đi vào để mà nó xử lý cái ung thư. Thì targeted therapies used to treat colorectal cancer and both EGFR and VEGF inhibitor, tức là nó dùng cái chất ức chế hoặc là ức chế EGFR hoặc là chất ức chế VEGF, tôi có ghi ở phía dưới đây các em đã thấy không? Are approved for use in colorectal cancer disease. However, tuy nhiên, it is not an effective screening marker. Tức là cái inhibitor, các chất ức chế này thì nó dùng trong cái điều trị đại trực tràng nhưng mà nó không có dùng để mà tầm soát giống như là marker, giống như một cái tín hiệu tầm soát, nó không có hiệu quả lắm. Thì ở đây chúng ta sẽ có là hai loại, chúng ta thật ra có nhiều loại nhưng mà chủ yếu là chúng ta có hai loại chất ức chế. Một là cái EGFR inhibitors, tức là cái chất ức chế đây ghi nè, ức chế cái thụ thể mà của yếu tố tăng trưởng mà thuộc về biểu bì, cái nghĩa là vậy. Còn VEGF hay là VEGFR, tức là hoặc là cái chất yếu tố tăng trưởng mà của biểu mô mạch máu hoặc là thụ thể của yếu tố tăng trưởng biểu mô mạch máu, tức là cái này nó hơi phức tạp ha. Một cái là nó chất ức chế cái thụ thể là khác, mà nó ức chế trên chính thức trực tiếp trên cái yếu tố tăng trưởng là khác. Hai chất đó hoàn toàn khác nhau nhé, nhưng mặc dù nó cũng xếp trong loại đó, nhưng mà một cái là ức chế trên receptor, còn một cái là ức chế trên growth factor. Thì đây là những ví dụ rất là thông dụng hiện nay trong điều trị ung thư ha. Chúng ta có hai cái chất này, thí dụ như là EG,
FR thì chúng ta có cái thằng Etaximab. Nó là cái loại dòng MAP, tức là cái monoclonal antibodies, và một cái là Olaratinib. Olaratinib thì cái thằng này là tức là inhibitor, kinase inhibitor. Còn cái VEGF chất này rất là thông dụng, nó là bevacizumab, nó là Avastin. Cái chất này là chất rất là thông dụng, là nó ức chế trên yếu tố tăng trưởng của biểu mô mạch máu. Thì chất này không nhất thiết, thuốc này không chỉ là điều trị ung thư mà thôi, mà nó còn điều trị trong cái hệ thống mà rối loạn mạch máu trong cái võng mạc của mình nữa. Do đó nó là cái những cái chất mà rất là thông dụng trong 10 năm tới, cái chất này càng lúc càng nhiều. Thì cái slide cuối cùng tôi sẽ ghi ra đây để mà cho mấy em tham khảo thôi. Đây là không cần nhất thiết, nhưng mà tất cả các danh pháp về những cái chất ức chế này nó có thể có những cái quy định do trong trường hợp các danh pháp về các MAP, tức là monoclonal antibodies, thì nó có những danh pháp như thế này. Thí dụ như là B là nó có hai hệ thống ha, substem A and substem B. Nó đi liên tiếp với nhau. Cái cuối cùng của cái tiếp vị ngữ cuối cùng của nó là MAP ha, rồi kế tiếp nó là substem B, rồi kế tiếp nó là substem A ha. Thì thí dụ như là tôi lấy một thí dụ như là cái chất rất là thông dụng là Avastin nè, bevacizumab ha, thì MAP nó là antibody, đúng không? Rồi tới đó là substem B, tức là Zu nó là humanized, đây, tức là nó được người hóa, đúng không? Humanized, yeah. Là C, nó là vascular, cardiovascular, là đây. Do đó còn Biva này là cái thằng đó nó thêm vô, nhưng mà nói chung nó là cái danh pháp, giống như bây giờ những cái thuốc thuộc những cái dòng này á, nó giống như là mình nói là tên họ vậy á, cái họ của anh là gì á, họ Nguyễn, họ Lê, họ gì vân á, rồi sau đó là cái tên của anh là gì, thì cái nghĩa của nó vậy. Cái MAP nó là đầu tiên là cái dòng của cái thằng monoclonal antibody, sau đó là kế tiếp đó là những cái danh pháp mà mình đọc lên thì mình có mường tượng được cái nguồn gốc của cái thuốc này ở đâu, và nó targeted, tức là cái đích của nó đi tới đâu. Cái đó là một cái thí dụ chúng ta thấy. Ok, thì đó là chấm dứt bài ngày hôm nay, là chúng ta đến đúng giờ hết. Được. Ok. Rồi. Xong. Rồi. Các em có ý kiến gì nữa không? Để xem ở đây có cái hỏi này. Tại sao đái tháo đường tăng nguy cơ? Đúng. Câu này tôi chưa nghiên cứu kỹ chứ. Tôi chưa nghiên cứu tại sao mà cái diabetes mà lại làm tăng nguy cơ cái này đâu. Xin lỗi, cũng phải thể xem lại. Ở đó giờ cũng chưa để ý lắm, nhưng mà cái đó là một cái câu hỏi rất là hay. Cảm ơn em. Em hỏi những cái thứ này á, mình mới học được. Bản thân tôi cũng, khi mà tôi soạn bài cho mấy em là tôi cũng phải đi học, chứ làm sao biết hết được. Nhưng mà nhờ như vậy á, nó là một cái động cơ để kích thích mình đi học. Mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ cố gắng sẽ trả lời em trên cái Facebook. Hiện giờ thì mình biết luôn tại sao mà cái diabetes mà lại tăng cái ung thư, răng cái nguy cơ ung thư thực trạng. Rồi, em có ý kiến gì nữa không? Xem bên Facebook có gì không? Chắc không đó. Tôi nghĩ là không có gì hết. Em đợi tôi chút xíu thôi, coi có check cái gì trước khi chúng ta chấm dứt bài học. No. Ok, thì vậy thôi nha. Ngày hôm nay là như vậy. Thì hy vọng là chúng ta, mấy em đề nghị cái đề tài gì đó hấp dẫn thì chúng ta sẽ bàn về đó. Nếu mà không ai đề nghị hết thì kỳ tới tôi sẽ nói về cái bệnh MM. Bệnh MM là cái bệnh gì? Bệnh MM không phải là cái bệnh không cái viên kẹo sô-cô-la hiệu MM phải không? Nhưng mà đó là một cái hình thức dễ nhớ. Ok, nó là multiple myeloma. Nó là một bệnh cũng có ở Việt Nam mà
hiếm người biết. Okay. Rồi, chào các em.